Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin không tặc Putin cho đánh cắp chiếc máy bay Airbus đầu tiên. Phần lớn máy bay của phương Tây thuộc sở hữu của các công ty cho thuê ở nước ngoài. Putin làm không tặc do khó khăn với lệnh trừng phạt, nhà lãnh đạo Điện Kremlin giờ đây đã cho đánh cắp máy bay của các nước phương Tây. Và điều này dường như đã được quốc tế lường trước khi Putin không chịu trả máy bay. Đây là hình ảnh Putin đã ra lệnh chuyển đổi chủ sở hữu của chiếc máy bay của hãng hàng không Ural Airlines đang thuê thành tài sản của nước Nga. Theo lệnh của Vladimir Putin, năm nay 69 tuổi, các máy bay Airbus và Boeing hiện đang được đăng ký lại và hoạt động bất hợp pháp tại Nga. Chế độ này đang được bắt đầu ngày hôm nay với một chiếc Airbus của hãng hàng không Ural. Trước đây nó đã được đăng ký ở Bermuda. Bây giờ nó có mã số định danh của Nga là RA và đó là bất hợp pháp. Bởi vì hầu hết máy bay của các nhà sản xuất phương Tây đều thuộc về các công ty cho thuê ở nước ngoài và họ đã hủy mọi hợp đồng với các hãng hàng không của Nga. Vì vậy, những chiếc máy bay bất hợp pháp ở Nga chính là hàng ăn cắp. Và điều này mang tiếng ô nhục cho nước Nga, đặc biệt sau khi Putin đưa hơn 100.000 quân tấn công xâm lược Ukraine gây ra cái chết của hàng ngàn người. Đây là hình ảnh các máy bay của hãng hàng không Nga thường thuê hoặc mua của nước ngoài, giờ đang bị chuyển đổi dần thành tài sản của Nga, nó biến thành tài sản ăn cắp. Sự sụp đổ của ngành hàng không là kết quả trực tiếp của các lệnh trừng phạt của châu Âu vào ngày 26 tháng 2. Những điều này cấm cung cấp máy bay dân dụng và phụ tùng thay thế, cũng như bảo trì, duy trì bảo hiểm của chúng cho Nga. Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt buộc các bên cho thuê phải chấm dứt hợp đồng hiện có với các hãng hàng không tới cuối tháng 3. Và bởi vì họ không còn bảo hiểm nữa, Bermuda, nơi hầu hết các máy bay của Nga đã được đăng ký, đã bị thu hồi các chứng chỉ, chứng nhận đủ điều kiện bay cho các máy bay. Điều đó đã xảy ra vào Chủ nhật. Và giờ đây, những chiếc máy bay của Nga đi thuê không còn có thể lưu hành vì nó không an toàn nữa và cũng không được bảo hiểm. Đây là hình ảnh Bermuda đã thu hồi chứng nhận đủ điều kiện bay của các máy bay của Nga, khiến toàn bộ số máy bay này phải nằm lại ở dưới mặt đất và không thể dùng được. Đặc biệt, chúng bây giờ không thể ra nước ngoài vì có thể bị bắt giữ bất cứ lúc nào. Vì điều này ảnh hưởng đến gần 800 máy bay giao thông hàng không ở quốc gia lớn nhất thế giới này có nguy cơ sụp đổ. Hàng trăm chuyến bay đã bị đình trệ, hàng nghìn chuyến bay đã bị hủy trong những tuần và cuối tháng tới, nhưng hầu như không có gì hoạt động ở Nga được nếu không có máy bay cả, vì đất nước của họ rất rộng. Chiếc máy bay Airbus của hãng hàng không Ural dự kiến bay từ Yekaterinburg đến Khulat ở Kazakhstan lúc 1 giờ đêm. Chuyến bay số hiệu U6, nhưng hãng thông tấn Interfax cũng đưa tin cho biết nó sẽ cất cánh chậm lại 14 tiếng. Lý do là đăng ký lại. Theo tiếng Nga của cơ quan nhà nước, người ta giải thích rằng lý do của sự chậm trễ là việc chuyển giao máy bay cho cơ quan đăng ký nhà nước về máy bay dân dụng của Liên bang Nga. Đây là hành động đánh cắp ngang nhiên của nhà nước Nga đối với các máy bay đang thuê của nước ngoài. Đây là hình ảnh gần như toàn bộ máy bay của hãng hàng không dân dụng Nga đều mua hoặc thuê của các nước tư bản. Vào ngày 14 tháng 3, Putin đã ký một đạo luật yêu cầu máy bay bị đánh cắp từ các công ty cho thuê mà chưa được bảo dưỡng phải được đăng ký trong sổ đăng ký máy bay của Nga. Chúng cũng phải được đáp ứng đầy đủ chứng chỉ điều kiện bay của Nga. Tính đến ngày 11 tháng 3, một nửa trong tổng số 1.367 máy bay được sử dụng ở Nga đã được đăng ký ở nước ngoài. Hầu như chỉ có máy bay của các nhà sản xuất Nga và Liên Xô trước đây được đăng ký ở trong nước. Và những máy bay này nhỏ, lạc hậu và mất an toàn. Kính mời các bạn xem bản tin các thủ tướng Séc, Ba Lan, Slovakia và tới Kiev đều ủng hộ Ukraine. Tin mới nhất từ châu Âu cho hay các thủ tướng các nước như Ba Lan, Cộng hòa Séc và Slovakia đang trên đường tới thủ đô Kiev để đại diện cho EU bày tỏ sự ủng hộ của đối với chính phủ Ukraine.
và cuộc chiến ngày một lan rộng tại đây khi Nga đưa quân xâm lược Ukraine và bắn phá. Đây là hình tự ảnh Thủ tướng Cộng hòa Séc Peter Fila tới Ukraine giữa lúc chiến sự đang xảy ra. Đây là một sự đoàn kết và rất dũng cảm của các lãnh đạo châu Âu. Thủ tướng Séc Petra xác nhận trên trang tweet sẽ cùng với các vị Thủ tướng Ba Lan, Slovakia họp mặt tại Kiev cùng Tổng thống Ukraine Zelensky và Thủ tướng của Ukraine Denis. Chính phủ Ba Lan cũng cho hay trưa ngày 15 tháng 3 năm 2022 rằng lãnh đạo đảng cánh hữu Pháp Luân và Pháp luật và Công lý Jaclova, người giữ chức phó thủ tướng, cũng sẽ tới Kiev cùng Thủ tướng Matthias. Điều này dẫn đến việc nước Nga sẽ ngày một cô lập khi các nước châu Âu thể hiện tình đoàn kết một cách công khai và đường đi của quý vị đã được đạch rõ, đó là đi tàu để sang Ukraine. Đây là hình ảnh Thủ tướng Ba Lan cũng tới Ukraine. Ukraine đã hạ quyết tâm chiến đấu chống quân xâm lược Nga khi không có lý do gì Nga tấn công vào nước này. Và chính phủ Slovakia thì cho hay Thủ tướng nước này Janez đã có mặt trên tàu hỏa để cùng các vị khác tới Ba Lan rồi tới Kiev. Họ dự kiến đi qua biên giới Ba Lan-Ukraine trước giờ ăn trưa. Nguồn tin từ Ba Lan và Séc cho hay chuyến thăm được bàn bạc kỹ vào đêm hôm trước với ông Charles, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, và bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu khi cuộc họp này được nhóm họp. Đây là hình ảnh Thủ tướng Sloven Janez có độ nguy hiểm nhất định, cũng là điều được đưa ra đánh giá khi Thủ tướng của các nước này đến Ukraine giữa thời điểm đang chiến tranh lan rộng. Quan chức chính phủ Ba Lan Michel xác nhận với kênh TV24 và đài của Ba Lan cùng ngày 15 tháng 3 rằng chuyến đi có độ nguy hiểm nhất định vì quân Nga đang bắn phá giết nhiều thường dân tại Ukraine quanh Kiev, và thời gian vừa qua đã có chứng kiến hàng triệu người Ukraine đã phải bỏ đất nước của mình chạy trốn chiến tranh. Nhưng các vị khách châu Âu tin rằng đây là giờ phút trọng đại, cần thể hiện tình đoàn kết với chính phủ và người dân Ukraine hơn bao giờ hết. Bản thân Ba Lan đã đón hàng triệu người Ukraine và các nước xung quanh cũng đón hàng trăm ngàn. Đức đã cử những chuyến tàu liên vận đến đón thẳng người dân Ukraine về đất nước của mình. Đây là hình ảnh quân Nga vẫn đang bao vây và tấn công Kiev trong lúc ba thủ tướng của châu Âu tới đây để hội đàm cùng lãnh đạo của nước Ukraine. Hiện nay cũng có thông tin cho rằng Nga đang sa lầy vào cuộc chiến và đang cầu cứu Trung Quốc viện trợ, và dự kiến sẽ có cuộc họp báo của các thủ tướng sẽ diễn ra ở Kiev và công bố trên truyền hình quốc tế. Được biết vào năm 2008, Tổng thống Ba Lan Lech đã tới thăm Tbilisi sau khi Georgia bị Nga tấn công. Ông Lech đã nói lên câu bất hủ rằng cảnh báo nhượng bộ Moscow ở một nơi xa thì chiến tranh sẽ tới gần châu Âu hơn. Tổng thống Ba Lan Lech đã tử nạn trong tai nạn phi cơ khi thăm khu rừng Moslek ở Nga vào tháng 4 năm 2010 để tưởng niệm hơn 20.000 sĩ quan Ba Lan đã bị mật vụ Liên Xô giết hại vào năm 1940. Người em song sinh của ông là Jolaskas, nay là phó thủ tướng Ba Lan.